Ớt sim rừng là một đặc sản. Loại ớt này thường mọc hoang dại trên các rẫy và núi cao. Tại Quảng Ngãi, ớt sim rừng ở huyện miền núi nơi nào cũng có. Nhưng ở huyện Sơn Hà, ớt sim rừng mọc nhiều và được cho rằng có hương vị thơm ngon. Địa danh Sơn Hà cũng được dùng để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, chứng nhận cho sản phẩm ớt sim của địa phương. Hợp tác xã nông nghiệp sạch Sơn Hà đã phát triển sản phẩm từ ớt sim rừng, đó là ớt sim rừng ngâm giấm, và sản phẩm này vừa được công nhận OCOP 3 sao. Xã Sơn Trung, huyện Sơn Hà có một vùng đồi núi với bạt ngàn ớt sim rừng. Loại ớt trái nhỏ, hương vị thơm, cay nhưng không gắt xé như ớt sim trồng ở đồng bằng. Cái ớt sinh trưởng hoàn toàn tự nhiên, giống như cách gọi giao hết cho trời, không có bàn tay chăm sóc của con người. Ớt sim rừng tươi thường có giá cao bởi được thu hoạch ngoài tự nhiên ở các vùng đồi núi. Số lượng thu hoạch không nhiều và chỉ rộ trong mấy tháng mùa nắng. Ở đây thì nó nổi bật hơn là nó của thiên nhiên, nó tự mọc, nó nhỏ mà nó thơm, có độ nồng nó rất là cay. Trong đây nó cũng có quanh năm, mà mùa nắng thì nó có nhiều hơn, mùa mưa thì nó hơi ít. Mùa mưa là do nó rụi, một số nó rụi á. Những người phụ nữ đồng bào Hờ Re ở huyện Sơn Hà thường dành thời gian rỗi vào rừng hái ớt để bán kiếm thêm thu nhập. Khi giao thương giữa đồng bằng và miền núi ngày càng thuận lợi, ớt sim rừng đã dần được nhiều người biết đến và trở thành loại đặc sản được nhiều người xuôi tìm mua. Giờ thì sản phẩm hái từ núi về, người dân bán cho Hợp tác xã Nông nghiệp sạch Sơn Hà. Thường thường thì đồng bào Sơn Trung thì những người mà yếu thế trong xã hội như là những người già, rồi những người phụ nữ có con rồi đó, thì họ vẫn sẽ cảm con, họ lên họ tận dụng cái thời gian của họ để mà họ hái cái sản phẩm này về họ bán cho Hợp tác xã. Thì nó tăng thêm cái nguồn thu nhập cho họ. Trước thấy là chị bấm cuốn, rồi chị rửa thật là sạch, rửa thật nhiều nước. Bao giờ nó thấy cái cỏ bạn ở dưới đó, rồi chị mới đem lên chị trụng, chị nấu nước chị trụng, trụng rồi chị mới bớt ra. Còn với cái chế biến giấm là chị nấu giấm với nước, với muối, với đường, rồi chị pha, chị bỏ vô. Đây là món đặc trưng là của Sơn Hòa, của dân đồng bào Hờ Re. Bây giờ hồi xưa là ngâm muối, bỏ chỉ muối thôi. Còn bây giờ bỏ thêm giấm là cho nó đã pha bớt cái độ mặn của nó, ngon. Sản phẩm ớt sim rừng ngâm giấm của Sơn Hà làm từ ớt sim rừng thu hái hoàn toàn tự nhiên, có mùi cay nhẹ và hương thơm đặc trưng, rất sạch và an toàn cho bữa ăn gia đình. Ớt sim rừng ngâm giấm cũng đã bước chân vào siêu thị, lên sàn thương mại điện tử, khẳng định thương hiệu nông sản Sơn Hà. Hiện tại thì các cái sản phẩm này đang bán ở các siêu thị Big C và trong các cái sàn thương mại điện tử như là Shopee, Lazada, Bỏ Xào, Popmart. Thì định hướng là sẽ cũng phát triển thêm vô, do là mình không đủ hàng. Chứ còn nếu mà hợp tác xã cũng có ký hợp đồng với Cosmart rồi với Vincom rồi, nhưng mà chưa có đủ hàng để đưa vô các sản phẩm, cái siêu thị đó. Danh tiếng của ớt sim rừng tươi Sơn Hà đã có từ nhiều năm nay. Sản phẩm ớt sim ngâm giấm tiếp tục kế thừa thành quả ấy bằng chứng nhận 3 sao OCOP và đang được ưa chuộng trên thị trường. Không dừng lại, mục tiêu là đến năm 2024, sản phẩm ớt sim ngâm giấm của Sơn Hà sẽ được nâng hạng lên 4 sao. Hợp tác xã Nông nghiệp sạch Sơn Hà triển khai trồng 6 hecta loại ớt sim ở xã Sơn Trung trong giai đoạn tới. Mục tiêu là để ổn định vùng trồng, ổn định nguyên liệu, đáp ứng các đơn hàng lớn hơn. Ớt sim này á, nếu mà trồng lên đất dốc á, thì nó vẫn thơm ngon. Chứ mà nếu mà trồng lên bát bàn như là thì nó không giữ được cái hương sắc đó. Nên nhờ quyết định những cái vùng trồng nó rất là quan trọng. Phải trồng trên rải, trên đất dốc thôi.
thì nó mới giữ được cái hương vị của cái cây ớt xiêm rừng Sơn Hà. Tác xã cũng định hướng rồi là qua 2024 sẽ nâng cấp nó lên 4 sao. Thì muốn nâng cấp lên 4 sao thì chúng ta phải có gắn mã vùng trồng nè, rồi là làm các cái chứng nhận cho nó, như là đang chế biến thì hát sát, đang trồng trọt thì ghép hay là ISO. Ớt xiêm nói chung khi sử dụng sẽ giúp ăn ngon miệng, dễ tiêu hóa, rất tốt cho hệ tiêu hóa của cơ thể. Riêng ớt xiêm rừng ở Sơn Hà, vị cây nồng đặc biệt và khi ngâm với giấm tạo thành sản phẩm đặc trưng có chứng nhận OCOP 3 sao, là món ngon của núi rừng Sơn Hà.